Tuy Thượng viện Mỹ đã tạm thông qua gói kích thích trị giá 1.900 tỷ đô la, nhưng chừng ấy là chưa đủ để cứu cánh cho vàng thế giới có thể khởi sắc, khi sức mạnh từ đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu tiếp tục lấn át kim loại quý. Tại Việt Nam, chuyên gia cảnh báo không nên mua vàng miếng SJC dù đang giảm mạnh, bởi sự chênh lệch hiện tại giữa trong nước và thế giới là quá bất thường. Tạm gác lại câu chuyện vàng tăng giảm, mới đây tại Anh đã phát hiện kho báu của người Viking 1.000 năm tuổi. Chuyển sang thị trường chứng khoán, tình trạng bán tháo vẫn tiếp tục, phố Wall diễn biến trái chiều. Cổ phiếu Hoàng Trung tranh giành lợi nhuận, chứng khoán châu Á cũng diễn biến trái chiều. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC ngày hôm nay. Đây là bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC và sau đây là những thông tin mới nhất trên thị trường thế giới. Thị trường thế giới diễn biến trái chiều không như dự đoán của nhà đầu tư. Niềm hy vọng về tài sản mang tính an toàn đã sớm nhen nhóm trở lại khi Thượng viện Mỹ đồng ý thông qua gói hỗ trợ kinh tế 1.900 tỷ đô la điều chỉnh. Vì thông qua gói cứu trợ kinh tế sẽ giúp cho lạm phát tăng cao, thúc đẩy tâm lý người mua tìm đến kim loại quý nhiều hơn. Giao dịch trên thị trường cho thấy vào đầu ngày 8 tháng 3 theo giờ địa phương, kim loại này đã có lúc leo lên mức 1.712 đô la Mỹ cho một âu. Tuy nhiên, sự lạc quan đó không được đền đáp, giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng, khi đồng đô la tăng lên mức cao mới và lãi suất trái phiếu tiếp tục dao động quanh mức đỉnh cao của 10 năm. Tính đến giờ giao dịch cuối cùng trong ngày, hợp đồng vàng giao ngay giảm 1,1% xuống mức 1.681,4 đô la Mỹ cho một âu. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua giá vàng thế giới rơi sâu xuống ngưỡng 1.700 lâu đến như vậy. Hợp đồng vàng tương lai thì tiếp tục có mức bốc hơi là 1,2% xuống mức 1.678 đô la Mỹ một âu. So với phiên trước thì đã mất lần lượt là 11,5 và 14,9 đô la. Các nhà phân tích tỏ ra khá thất vọng khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng mạnh lên tới mức 1,6%, nhưng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ông Jerome Powell lại cho rằng điều đó chưa cho thấy dấu hiệu tăng lạm phát, đồng nghĩa với việc trước mắt Fed sẽ chưa kiểm soát đường cong lãi suất, tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức từ 0 đến 0,25%. Dù được coi là công cụ truyền thống để phòng ngừa lạm phát, tuy nhiên việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden đề xuất đã không thể kéo vàng lên. Thêm vào đó, nền kinh tế đang hồi phục dần khi vaccine COVID-19 đang được tiêm trên diện rộng ở nhiều quốc gia. Điều này cho thấy giá vàng có thể tiếp tục rơi xuống một mức thấp mới. Ông Bar Miles, giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định, mặt khác, giá vàng đang bị đè bẹp gánh chịu áp lực lao dốc nhiều hơn đến từ việc bán ra từ các quỹ ETF vàng. Điều này được thể hiện rõ qua báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, trong tháng 2 vừa qua, các quỹ này đã thổi bay lên đến gần 85 tấn. Tính đến 11 giờ ngày 9 tháng 3, giá vàng thế giới giao ngay tại mức là 1.689,5 đô la Mỹ cho chiều mua vào và nó tại 1.690 đô la Mỹ cho chiều bán ra. So với cùng thời điểm trước mà FBNC ghi nhận thì đã giảm 15,7 đô la. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết những người tiêm vaccine đầy đủ có thể an toàn gặp gỡ nhau bên ngoài mà không cần phải đeo khẩu trang. Việc này đang làm tăng kỳ vọng hồi phục và kéo nhóm cổ phiếu phụ thuộc vào mở cửa nền kinh tế tăng cao. Giới đầu tư tài chính một lần nữa dồn vốn vào cổ phiếu giúp thị trường chứng khoán châu Âu xanh sàng. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones kết phiên cùng ngày tăng hơn 300 điểm. Trong phiên, chỉ số này còn từng tăng đến mức 650 điểm để lập đỉnh mới, chứng kiến một phần của dòng tiền không chảy vào thị trường kim loại quý, giá vàng vì thế thiếu động lực đi lên. Cơ hội lớn nhất hiện tại dành cho thị trường rằng vàng đang xuống thấp, liệu có nên bắt đáy lúc này hay không? Câu trả lời là hãy nên thận trọng. Khi giới chuyên gia liên tục cảnh báo về sự rủi ro và cần sự tỉnh táo tối đa với kênh đầu tư này, giá vàng vẫn sẽ trong xu thế giằng co bất chấp các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ tiếp tục trong dài hạn. Chỉ cho đến khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu hạ nhiệt thì giá vàng mới không còn gặp khó. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư chỉ chọn đứng ngoài thị trường, chờ đợi thời điểm thích hợp để quay trở lại đường đua. Trở lại thị trường tại Việt Nam ngày 9 tháng 3, tiếp tục theo xu hướng chung của những ngày qua, giá vàng trong nước lại tiếp tục giảm, ghi nhận mức giảm từ 350 đến 370.000 đồng cho chiều mua và từ 300 đến 350.000 cho chiều bán. Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp Sài Gòn SJC điều chỉnh một lượng vàng miếng bán ra tại mức là 55 triệu 280.000 đồng cho thành phố Hồ Chí Minh và 55 triệu 300.000 đồng tại Hà Nội. Chiều mua vào neo tại ngưỡng là 54 triệu 850.000 đồng, giảm 320.000 cho chiều bán và 350.000 cho chiều mua. Với cùng mức giảm là 350.000 cho cả hai chiều, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết lần lượt ở mức là 54 triệu 800.000 cho chiều mua và 55 triệu 250.000 cho chiều bán. Đây là doanh nghiệp giữ mức giá hai chiều thấp nhất so với mặt bằng chung. Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu là hai tổ chức giữ mức giá bán ra như nhau, neo tại 55 triệu 280.000 đồng. Chiều mua vào lần lượt neo tại là 54 triệu 900.000 và 54 triệu 920.000. Doji giữ mức giá bán ra cao nhất trên thị trường
với 55.300.000 đồng, giảm 300.000 so với hôm trước, và giữ giá mua vào ở mức là 54.850.000 đồng, giảm 350.000 đồng. Các loại vàng nhẫn, vàng nữ trang thì tiếp tục điều chỉnh giảm rất mạnh, với vàng nhẫn 4 số 9 giữa chiều bán và mua lần lượt ở mức là 53.550.000 đồng và 51.850.000 đồng, giảm 450.000 cho cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K và vàng 18K thì có mức giảm tối đa lên tới là 550.000. Hiện tại thị trường trong nước đang được cảnh báo là không nên mua vào, khi tại thời điểm này giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới từ 7 đến 8 triệu đồng cho một lượng. Mức chênh lệch này là điều không hề bình thường. Nhận định về đà tăng của kim loại quý trong thời gian tới, giá vàng vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ dù cho trước mắt đang có sự điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, sẽ khó có thể tăng mạnh như năm 2020. Tiếp tục là bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC và sau đây sẽ là tổng quan thị trường. Tạm gác lại câu chuyện tăng giảm của thị trường vàng, hãy đến với một câu chuyện khá thú vị. Mới đây, một kho báu của người Viking có niên đại từ những năm 950 được tìm thấy tại đảo Maine thuộc Vương quốc Anh bởi Kay Gillis, một cảnh sát đã về hưu. Có tài sản khổng lồ này bao gồm các lắc vàng, kim cài áo bằng bạc lớn, vòng tay bạc và nhiều cổ vật khác. Sau khi đào hết được số đồ vật, Gillis nhanh chóng liên lạc với tổ chức di sản quốc gia Manx, nơi chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn cổ vật trên lãnh thổ phụ thuộc hoàng gia Anh. Một vài trong số những cổ vật mà Gillis tìm thấy đặc biệt độc đáo bao gồm chiếc vòng tay vàng khắc những cụm ba chấm nhỏ, hay là chiếc kim cài áo hình cây, hình vòng tròn lớn có đường kính là 20 cm và kim dài tới 50 cm, vốn dành cho những tầng lớp giàu có dưới thời Viking. Hiện tại tất cả đồ tạo tác này đang được trưng bày tạm thời tại trung tâm bảo tàng Manx trong lúc chờ thẩm định, và giá trị của những món đồ vật này được định giá lên tới hàng tỷ đô la. Quay trở lại với tỷ giá ngày 9 tháng 3, tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức đỉnh của 3 tháng. Sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, đồng bảng xanh đã mạnh lên gần 2,5% tính từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại. Tại ngân hàng nhà nước, giá 1 đô la Mỹ bán ra tại mức là 23.846 đồng, tăng 15 đồng, mua vào mức là 23.125 đồng, không đổi so với các phiên trước. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại 28.296 đồng, giảm 186 đồng, còn chiều mua vào neo tại 26.648 đồng, giảm 175 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ, hôm nay được công bố ở mức là 23.200 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 20 đồng so với phiên trước đó. Chuyển sang những thông tin về tình hình chứng khoán phố Wall, kết thúc phiên ngày 8 tháng 3, Dow Jones ghi nhận diễn biến tích cực khi nhà đầu tư hứng khởi trước thông tin Thượng viện thông qua gói kích thích 1,9 ngàn tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng bán tháo vẫn ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 1% lên 31.802 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu Disney. Tại mức cao nhất trong phiên, chỉ số 30 cổ phiếu đã tăng 650 điểm và đạt mức cao kỷ lục. S&P 500 giảm hơn 0,5% xuống 3.821 điểm. Nasdaq Composite mất 2,4% trong phiên giao dịch đầy biến động, chốt phiên còn 12.609 điểm, khi Apple giảm 4,2% và Tesla giảm 5,8%. Alphabet và Netflix đều rớt hơn 4%. Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh khi thấp hơn mức đỉnh ngày 12 tháng 2 hơn 10%. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật kích thích và cứu trợ kinh tế trị giá 1,9 ngàn tỷ đô la Mỹ hôm thứ Bảy, mở đường cho việc gia hạn trợ cấp thất nghiệp, một đợt hỗ trợ khác và viện trợ cho chính quyền các bang địa phương. Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến sẽ thông qua dự luật vào cuối tuần này. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký thành luật trước khi các chương trình viện trợ thất nghiệp hết hạn vào ngày 14 tháng 3. Tại thị trường chứng khoán châu Á, Thái Bình Dương đã có phiên giao dịch trái chiều vào thứ Ba. Chỉ số ISX 200 của Úc kết thúc phiên giao dịch tăng 0,39%, đạt mức 6.771 điểm. Đà tăng chủ yếu xuất hiện ở nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Cổ phiếu ANZ tăng 1,71%, ngân hàng Commonwealth tăng 0,79%, Westpac tăng 1,29% và ngân hàng quốc gia Úc tăng 1,51%. Tại Nhật, chỉ số Nikkei 225 đã xóa bỏ các khoản lỗ ban đầu để giao dịch tăng 0,29% vào cuối phiên, đạt 29.027 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,69%. Cổ phiếu ngân hàng và các hãng ô tô ở Nhật Bản như Mitsubishi, UFJ Finance Group, Toyota và Honda đều tăng. Cổ phiếu của Hàn Quốc giảm mạnh với chỉ số Kospi giảm 1,44% xuống 2.976 điểm và Kosdaq giảm 2,15%. Cổ phiếu công nghệ hầu hết đều giảm như Samsung giảm 1,22%, nhà sản xuất chip SK Hynix giảm 2,58%, trong khi nhà điều hành công cụ tìm kiếm Naver giảm 3,53%. LG Electronics
đã đảo ngược các khoản lỗ trước đó để tăng 1,05%. Cổ phiếu của Trung Quốc cũng ghi nhận đà giảm, với Shanghai giảm 0,88% xuống 3.359 điểm và thành phần thâm quyến giảm 1,39%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 0,99% lên 28.606 điểm. Còn tại thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 9 tháng 3 với sắc đỏ bao trùm lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã như VIC, GVR, MSN, HDB v.v. đều đồng loạt giảm sâu và tạo áp lực đẩy VN Index lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Phiên giao dịch chiều diễn ra với những rung lắc khá mạnh, có thời điểm VN Index hồi phục về sát mốc tham chiếu, nhưng cầu không đủ mạnh cùng với hiện tượng nghẽn mạng tiếp diễn cũng như áp lực bán ròng của khối ngoại đã khiến đà hồi phục không thể kéo dài. Nhiều cổ phiếu lớn như BVH, FPT, HBG, VNM v.v. đồng loạt giảm đã tác động tiêu cực tới thị trường. Nỗ lực của một vài cổ phiếu lớn như VHM, VPB, NVL, OCB là không đủ giúp VN Index tránh khỏi phiên điều chỉnh. Các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thép, khu công nghệ nhìn chung cũng điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay. Đóng cửa phiên, chỉ số VN Index giảm 6,3 điểm, tương đương 0,54% xuống 1.161,97 điểm. Toàn sàn có 187 mã tăng, 266 mã giảm và 59 mã đánh giá. HNX Index tăng 0,54% lên 264,83 điểm. Toàn sàn có 101 mã tăng, 101 mã giảm và 59 mã đánh giá. Upcom Index tăng 0,12 điểm, tương đương 0,15% lên 79,54 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục khá tiêu cực khi họ bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng trên HOSE. Lực bán tập trung vào các cổ phiếu như VNM, BOW, HSG, HBG v.v.